cờ cá ngựa với em nha. Biến vô khác đi. Ôi, chơi với em đi. Một mình em thì sao chơi được. Đó là không có chơi. Ôi, chơi đi. Biến vô khác. Không chơi thì thôi, cái đồ đáng ghét. Nhanh về. Chị xin lỗi. Nè Nguyên. Hả? Cô thấy em có thằng đứa em gái à, mà sao không bao giờ thấy em chơi nó hết trơn vậy? Ôi. Sao em vô tâm quá vậy? Không chơi với nó là đường an toàn á. Chị, nó nguy hiểm lắm. Nói vậy mà nghe được. Lúc nào cô cũng thấy làm chi á, chơi thui thủi con mình à, nhìn đáng thương gì đâu luôn á. Gì? Đáng thương hả? Ừ, thì nó đáng thương thiệt mà. Vậy hôm nào cô thử chơi với nó đi, rồi sẽ biết nó đáng thương cỡ nào. Cô tưởng là em chỉ đối xử như vậy với cô thôi chứ, ai nhà với người nhà mà em cũng vậy nữa. Thôi thôi, học đi học đi. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em nhớ không bài đầy đủ đó nghe chưa? Cái màu xanh. 12, 1, 3, 4, 5, 6. Em chơi có mình nè hả? Chị chơi chung với em được không? Miễn đừng chôn là được. Dạ em tới luôn rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dạ em ơi. Em thắng, em về nước hết trơn rồi. Dạ giỏi quá, chúc mừng em nha. Dạ hay quá vậy ta. Chị ơi, chơi giờ này chán quá. Hay là chị vô phòng đi chơi đi. Chơi chờ búp bê nha. À chị ơi, chị thấy hai con búp bê này đẹp không? À đẹp. Mà em mới gọi chị là chị hả? Dạ đúng rồi, chứ em gọi chị bằng gì? Tại vì bình thường em cứ nói chuyện trống không với chị không à. Với lại còn hay gọi chị là đồ đáng ghét nữa. Hồi trước là vậy nhưng bây giờ khác rồi. Vậy hả? À chị ơi, chị làm bạn nha. Ừ, được mà. Kể từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn. Ừ, là bạn. Vì chị là bạn nên em sẽ cho chị coi cái này. Đây là thứ mà không phải ai muốn biết là biết được đâu nha. Cái gì coi vậy? Chị mở ra coi hả? Răng của em mới nhổ năm ngoái á, giờ em mọc răng mới rồi. Vậy hả? Chị thấy sao? Thấy sao là sao? Có nghĩa nó có đẹp không? Đẹp. Em biết cái chị sẽ nói gì mà. Ghê quá à. Cái gì vậy ông mà ghê? Ê tôi coi coi tôi coi coi. Ôi trời ơi. Chị nhìn nè, cuối cùng cái táo bón suốt một tuần này của em cũng đã hết rồi, vui quá. Tiện nó gửi cho em cái này vậy? Thì nó kêu em kết bạn với nó đó, xong rồi nó đưa em vô chế độ thân thiết hay sao á, rồi còn cho em coi mấy cái kỳ cục lắm. Cái gì? Mà em phải sao nó mới gửi em vậy? Nó còn khoe cho em răng của nó nhỏ xong rồi nữa kìa. Trời ơi, cái răng nhỏ hả? Ừ. Để chi vậy? Biết luôn. Nó dám ăn luôn á. Chị ơi, chị My ơi. Con chó nằm xuống, nằm yên đó nha chú. Tới rồi, biết tay tao. Ủa, thế là cô bé đầm hồng. Chà, là ai vậy? À, anh hello em đó. Em đi đâu kiếm ai đây? Em kiếm chị My. My hả? Ờ, chị My ở trên lầu á. Mà công nhận nhìn em dễ thương thiệt nha. Tính lợi dụng tôi hả, đồ biến thái. Ủa, cái gì bồ màu quá vậy? Ơ, chị My. Ủa, làm chi? Nhà tuy không lớn bằng nhà em nhưng nhìn chung cũng được hết chứ. Nhưng mà sao tự nhiên em qua nhà chị vậy? Mà có chuyện gì hả? Dạ đâu có chuyện gì đâu chị. Tại vì mua bánh ở gần đây nè, sẵn tiền em ghé vô. Em muốn mang bánh tới đây để cho hai chị mình vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng mà tí nữa chị qua nhà em dạy học thì hai chị em mình cũng gặp nhau rồi mà. A Trang, ở đâu có chuyện người ta mua sẵn cho anh ăn vậy? Sao dữ vậy? Công nhận giọng của em khỏe thiệt luôn á. Giọng của em hả chị? Ờ.
À, cũng đúng ha. Qua. Em có thể hát lớn hơn được nữa, chị muốn nghe không? À, chị thấy vậy là quá lớn luôn rồi, đủ luôn rồi đó. Thôi không sao đâu, chị đừng ngại. Vì chị là bạn thân nên em sẽ cho chị nghe. Qua. Chào hai đứa. Vậy chị ngồi đi chị. Chào chị. Cảm ơn em. Em lấy nước cho chị nha. Ừ. Ủa, ăn mì hả? Dạ. Nếu chị không ngại á, chị có thể ăn chung với em cũng được. Chị không biết ngại là gì đâu, mà chị ăn chút xíu thôi. Ăn một tô luôn đi chị. Cảm ơn em. Chị ơi, chị uống nước đi chị. Cảm ơn em. Sao hai người đi chung vậy? Hồi nãy em qua nhà chị mi chơi. Ủa, hai người thân với nhau từ lúc nào vậy? Thân hồi nào anh hỏi chi, đừng như cuộc. Dạ, đúc em miếng nha. À. Ngon. Dạ, rất ngon. Chị ơi, hồi chị dạy xong chị qua phòng em chơi nha. Ờ. Ok, okay. Bye bye chị. Bye bye em. Nè, cái đó là chuyện của tao mà. Mình xin lỗi, tại mình thấy nó ở dưới đất. Không có tại gì hết trơn á. Mày chết với tao. Mày xin lỗi mày. Mày xin lỗi. Ơ, tao dặn mày biết bao nhiêu lần rồi. Nè, đang biết tao bao nhiêu hả? Nè, đừng có đánh tóc mình nữa mà. Mày dặn hả? Mày cho mày chết nè. Đang sợ lắc luôn chị. Nếu chị không ngại có thể ăn hết gì hết chứ nữa. Thôi, em biết tính chị mà. Dặn miếng thôi. Chị ăn đi. Em không ăn hả? Dạ thôi chị ơi. Sao vậy? Em không có thích xoài lát. Mà sao không thích, chị thấy ngon mà, ăn đi. Dạ thôi em ăn đâu chị. Sao vậy? Ngon mà. Tại vì á, em có một kỷ niệm không vui về món xoài lát này. Cũng vì chuyện này á, em định nói cho chị một chuyện. Chuyện gì? Thật sự á, em không muốn nhiều chuyện đâu. Nhưng mà em thấy chị đáng thương quá, em phải kể chuyện cho chị nghe thôi. Chuyện gì? Em nghĩ á, là chị không nên gần gũi với Lâm Chi nữa. Sao vậy? Như vậy sẽ tốt cho chị hơn. Tại sao? Trời ơi, chị biết không? Chị á, đang thân thiết với Lâm Chi lắm đúng không? Mà em thấy như vậy á, có nghĩa là chị đang leo lên lưng cọp đó. Lưng cọp hả? Phải. Chị đừng có thấy á, Lâm Chi tội nghiệp, không có ai chơi, còn chị chơi với nó. Thiệt sự á, Lâm Chi là một cô bé cực kỳ nguy hiểm luôn đó chị. Nguy hiểm hả? Dạ. Chắc chị không biết con bé Lâm Chi. Nó chia loại người trên thế gian thành hai loại người hả? Nếu không phải là bạn thì sẽ là kẻ thù, sẽ là đồ đáng ghét, chứ không có chuyện nhập nhằn ở chính giữa đâu chị. Mà chị à, chị với Lâm Chi á, thân thiết, đối xử tốt với nhau như vậy, chỉ cần á, chị mắc một sai sót nhỏ xíu xì xiu thôi, chắc chắn á, con bé sẽ xem chị là đồ đáng ghét, xem chị là kẻ thù. Trong khoảng thời gian đó, chắc chắn con bé nó sẽ khủng bố chị. Khủng bố luôn hả? Phải. Cho dù là bạn thân có đối xử tốt với nhau đi nữa. Ủa mà quên nữa, con bé có cho chị coi răng cửa đã nhổ của nó chưa? Rồi, cho coi rồi á. Thôi chết. Như vậy á, là con bé đã xem chị là bạn thân thiết rồi đó. Em nghĩ á, tốt nhất á, chị nên tránh xa nó đi, kẻo mất tâm á, để lại hậu quả nghiêm trọng. Lúc đó không tốt đâu. Chị sẽ trở thành kẻ thù, trở thành đồ đáng ghét, và chị sẽ bị khủng bố. Nhưng mà sao em biết chuyện đó vậy? Bởi vì em là người đầu tiên được nó cho coi răng cửa đã nhổ của nó. Ra đi, ra nhanh đi, sao còn chưa chịu ra nữa. Ra đi, nhanh lên. Chạy rồi, bắt đi, nhanh đi. Chị ơi, sao chị giật mình vậy? Ủa, chị sợ em hả? Hả? Sao tự nhiên chị sợ em chi vậy? Đi nè, ra nhanh đi, riết rồi muốn ngồi lên đầu tôi luôn hả? Hả? Nhanh đi, nhanh đi. Giật thình luôn á. Nè, cái đồ đáng ghét, chị My đâu cố ý làm vậy đâu. Chị ơi, giờ chị vô phòng em chơi nha. À, bây giờ chị phải đi hẹn với bạn chị rồi. Buổi sau ha. Chị đi hẹn với bạn chị hả? À. Ồ,
Vậy thì tối nay em sẽ qua nhà chị chơi. Tối nay em qua nhà chị chơi hả? Dạ đúng rồi. Thôi bây giờ chị ở đây chị chơi với em luôn. Để em khỏi qua nhà chị. Tại chị sực nhớ ra là ngày mai chị mới hẹn bạn chị lận. Dạ. Vậy thôi bây giờ mình vô nha chị. Yêu. Chị ơi, chị thích ăn hạnh nhân không? Ừ, cũng thích. Chị chờ em xíu nha. Nè, hạnh nhân nè, chị ăn đi. Cảm ơn em nha. Giòn ngon ghê luôn á. Đúng rồi Lan Chi ơi, tới giờ chị phải về đó. Về nha. Ờ khoan, chị chờ em xíu đi. Chị ăn thêm một viên hạnh nhân nữa được không? Tại vì em cũng muốn ăn thêm một viên sô-cô-la nữa. Nè, hạnh nhân nè, chị ăn đi. Là nãy giờ hai cái kia chị mới vừa ăn là em cũng làm thao tác y như vậy hả? Dạ đúng rồi, tại vì em chỉ thích ăn sô-cô-la thôi, hạnh nhân không thích ăn. Sao em có dơ quá vậy? Hạnh nhân! Chị nói ai dơ? Em đó, nãy giờ chị có tưởng là em đưa cái đồ ăn mới là chị ăn không à. Em nghĩ sao mà em đổ vô miệng nhanh nước miếng em đưa chị ăn hả? Tôi dơ hả? Dơ quá luôn á. Bạn bè với nhau mà dơ. Bạn là bạn nhưng mà em làm vậy là dơ quá, ai mà chịu nổi. Chị em đi, cái đồ đáng ghét. Chị biết là không cần tôi nhanh lên, tôi không muốn gặp chị nữa. Tôi không muốn gặp chị nữa. Đồ đáng ghét. Chị bị loại khỏi danh sách. Con nhỏ đó, đáng ghét thiệt chứ. Này có đồ đáng ghét sao chưa chịu về nữa? Ôi sao tự nhiên mi đang gì vậy? Mi ra đi. Bè, tự ra mà đóng cửa đi. Ôi, dạ nè, nhỏ kia. Tôi đi vừa nhắm mắt, cho tôi không thấy gì hết á. Không thấy gì thiệt không? Thiệt. Vậy đóng cửa lại giùm tôi. Rồi đó, tôi đóng rồi nha. Con nhỏ làm gì đáng ghê. Chào cả nhà. Sau khi trở thành đồ đáng ghét của Lam Chi, tôi thực sự bị nó khủng bố đúng y như Quang đã nói trước đây. Đồ đáng ghét. Là Quang đã chỉ cho tôi hai cách để thoát khỏi những trò khủng bố của Lam Chi. Thứ nhất, không nên mặc áo có màu sắc sặc sỡ mang tính kích động. Làm vậy sẽ tránh được sự quan tâm của Lam Chi. Nè rồi đáng ghét, đi đâu đó? Cần chị bấm hết. Em chào chị My. Nhỏ kia, mày cầm đồ của tao hả? Thứ hai, tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mắt của Lam Chi. Vì nếu nhìn thẳng vào mắt nó, mình sẽ không nhúc nhích được và sẽ trở thành mục tiêu của nó. Nè, có đồ đáng ghét. Có đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét. Nhìn đâu vậy? Nhìn tôi nè. Đây nè. Mắt ở đây nè. Trời ơi, nhìn đây nè. Nếu như bị nó làm phân tâm thì nên đảo mắt hình số 8 để tránh mắt của nó. Đây nè. Trời ơi, tôi đây nè. Đâu vậy? Vui vậy trơn.
chào chị. Ủa, Quá. Quang ơi, gặp em ở đây may quá. Chị có chuyện này, hỏi em chút được không? Chuyện gì vậy chị? Ngày xưa em đã từng thân với Lam Chi lắm đúng không? Dạ đúng rồi chị. Nhưng mà sao em trở thành kẻ đáng ghét của nó vậy? À, chuyện đó thì... Sao ông cũng mới về? Vui đi bạn. Đây là bạn của con. Ủa, ai đây con? Nó tên là Kiều Quang. Về à? Về con chọn. Chào em. Em chào anh. Em của mình á. Anh ơi, đàn của em nè. Vậy tại sao em lại trở thành đồ đáng ghét? Anh ơi, anh ăn xoài đi, ăn càng cay càng ngon. Cảm ơn em nha, anh không ăn cay đâu. Ồ, vậy hả? Ủa mà anh đi sao vậy? À, tại vì anh đang bị đau dạ dày. Anh nghĩ lúc này không thích hợp để ăn cay đâu. Vậy anh đợi em xíu nha. Cay quá. Anh ăn em. Em mới làm cái gì vậy? Chỉ cần dính miếng. Ngăn ăn miếng. À, anh nghĩ là món này nó không đạt chuẩn vệ sinh đâu. Anh nghĩ là anh không ăn đâu. Cảm ơn em nha. Cái đồ đáng ghét. Bị loại khỏi danh sách. Xong chưa? Chưa. Ủa Chi, cô kêu giải động vật mà, đâu phải giải đóng phân đâu. Là gấu đó, phân mình nào. Gấu nó đâu phải vậy đâu. Để nó là gấu rồi. Mình vẫn thấy nó giống đóng phân hơn. Để nó là gấu mà cứ kêu phân hoài vậy. À, đâu, Chi. Làm Chi, đâu, có chuyện gì vậy hả? Cô ơi, Làm Chi các bạn á cô. Mày dám hát hả? Ê, mày đứng đây làm cái gì vậy? Không có gì, mình chỉ làm chút chuyện thôi. Trời trời, nó tưởng nó bận lắm sao? À mà nè, cái chuyện hôm nay á, mày không có được mép với mẹ tao nghe chưa? Chuyện gì? Thì chuyện tao cắn tay Thảo với Trâm á. Mày nghe đây, mày mà mép thì tao không tha cho mày đâu, biết chưa? Mình hiểu rồi. Tâm Anh! Ừ. Đi con, mọi người đang chở mày á. Dạ. Đây. Dạ. Dạ sao thưa cô? Con bé Lam Chi nhà tôi cắn tay bạn học ngồi kế bên hả? Dạ. Tôi thành thật xin lỗi cô nha. Mong cô thông cảm. Tôi hứa tôi sẽ dạy dỗ lại con bé, không để tình trạng này xảy ra nữa đâu. Dạ. 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 Cảm ơn cô giáo. Dạ. Đói bụng quá, cho tao là sườn đi, cho tao là sườn. Còn với cái Lam Chi. Dạ. Đi qua đây, ngồi xuống đây cho mẹ. Đi qua đây. Con mẹ, tại sao hả? Tại sao con lại cắt tay bạn học kế bên hả? Làm sao mày biết chuyện đó? Con không cần phải biết cái chuyện này. Bữa nay hả, mẹ nhất định là phải cho con một trận mới được. Đi ra. À, con đi. Đó là mà, con đang bên nó mét mẹ hả? Đi mẹ, đi lên lầu. Đi lên lầu. Mở lầu. Dạ. Tâm Anh, mày chính là người gây ra tất cả mọi chuyện. Được, mày muốn khiêu chiến với tao chứ gì? Được thôi, tao sẽ chấp nhận sự khiêu chiến của mày. Chọn ngày tốt chi bằng hôm nay. Ngủ sẽ báo thù, đục bạc cả chị. Nè Tâm Anh! Nè! Con nhỏ này. Đồ đang nghe Tâm Anh. Nè Tâm Anh. Đồ đáng ghét này. Nè. Cái đồ dơ bẩn nó đâu rồi? Hả?
Tâm Anh đi chơi rồi. Đi chơi? Thời thế bây giờ đúng là điên đảo loạn, tôn ti trật tự hết rồi. Ồ, em nói cái gì vậy? Hỏi anh chi, khi nào nó về? Sáng mai Tâm Anh về. Sáng mai nó mới về lận hả? Bộ nó tính đi bụi đời hay sao mà tới sáng mai nó mới về? Thời thế thế thời, thời phải thế. Mày hay lắm đó Tâm Anh. Hãy đợi đấy, ngủ sẽ báo thù. Nút bật cả chị. Mình tên là Elizabeth, bạn tên gì? Mình tên là Amanda. Ơi. Con gái ơi. Con, xuống coi tivi với ba đi. Con muốn coi. Con thì sao vậy? Sao hôm nay nhìn con không có sức sống gì hết? Con có mà. Mà ba ơi, bây giờ có phải là 6 giờ không ba? Ừ, chỉ mới 6 giờ chiều thôi. Sao thời gian trôi qua lâu quá vậy? Ừ, hay là ba con chơi cưỡi ngựa ha? Hả? Chơi cưỡi ngựa hả ba? Ba làm ngựa cho con cưỡi. Không muốn chơi. Sao vậy? Con thích chơi cưỡi ngựa lắm mà. Nhưng bây giờ con không muốn chơi. Sao một ngày lại dạy vậy chứ? Tâm Anh hả? Gì? Tâm Anh? Ngủ ngon nha. Có chuyện gì vậy em? À không có gì. Giận nè, mày muốn nghe điện thoại làm ơn nói nhỏ nhỏ. Nói lớn quá làm tao hố mới chưa. Trời ơi, nó hố cái gì vậy ta? Sáng mai mày về đây rồi chứ gì? Được, hãy đợi đấy, ngủ sẽ báo thù, nuốt bạch cả chị. Nhân. Sao nó chưa về ta? Nè, nó đồ bên kia hả? Là mẹ hả? Cái nhỏ này. Làm gì mà bữa nay cô về sớm vậy? Ngủ không được. Nè, viết bản tự kiểm chưa đó? Dạ con đang viết. Đi lên lầu viết cho xong nghe chưa? Dạ. Nói sáng nay về mà chưa về nữa. Làm gì mà chậm như rùa. Làm ăn giờ giấc kiểu này là chết người ta rồi. Nó đâu rồi ta? Không lẽ mình nhìn nhầm? Ba ơi, con mời ba ra ăn sáng. Anh ơi, Quyên ơi, xuống ăn nè. Chà, hấp dẫn quá. Tâm Ý, bánh canh này là con tự nấu đó hả? Nó giỏi lắm á ba, tự tay nó nhào bột làm bánh canh luôn á. Bánh canh nào không giống nhau, làm chi mất công mua ngoài về cũng được mà. Ba này, người ta đã bỏ công ra làm cho ba ăn, ba còn nói như vậy nữa. Thôi mày không thích đi, khỏi ăn. Con ăn hả? À, nói gì? Nè, sao giờ này mày mới về? Hả? Cô hả? Sao vô duyên quá vậy? Gì vậy? Nè, sao giờ này nó chưa về? Chị nói là hôm nay nó về mà. Nhỏ kia, mày nói chuyện với người lớn mà nói chuyện vậy hả? Có nói tới anh đâu lo ăn
đi rồi các mẹ thua. Nè, hai cái đứa này con. Làm chi? Cái con này bị anh nó la là phải rồi, hỗn láo quá à. Còn con nữa. Dạ. Chọi nó đi. Ba. Trời ơi ba đi, ba còn xúi tụi nó nữa. Nó hỗn nè. Tâm Anh nó còn đi chơi, chắc là chiều về đó em. Đi chơi chiều mới về. Không thèm ăn nữa. Làm chi? Cái con nhỏ này. Đánh nó đi. Đứng lại cho mẹ coi cái con nhỏ đây. Thôi em. Bực mình quá à. Cô dâu mới tới. Dạ. Chào cô. Nè, cái con mày kia. Sao nó dậy trễ quá vậy? Bực mình quá này. Alo. Bánh bao chiên hả? Mình không ăn đâu, mấy bạn cứ ăn đi. Nè cái đồ đáng ghét. Mày nói là sáng nay mày về mà sao bây giờ mày mới về? Bộ mày tính đi luôn hả? Mày có biết tao chờ mày tới cỡ nào không? Tao chạy lên chạy xuống té sấp mặt luôn, y chang như con người ở vậy đó. Tao mày không chịu trả lời hả? Bộ tao có quen biết với mày thì sao gọi là anh chi? Mà tao nhìn mặt mày tao ghét quá à. Mày còn dám đứng đến hả? Mày đứng lại. Nè mày đứng lại chứ. Nếu như sau này mày không có sửa cho mẹ của tao thì mày không được đứng lại. Thấy chưa? Mày đứng lại. Tao quay mày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.